Honda Fit 1 nữa nha cả nhà. Xe này lốc cong ha, lốc cong nhanh vàng. À, phép nói nhớ lốc cong nhanh vàng chỉ là chủ yếu là để cho anh em biết chơi nè, đầu ép đây luôn nè, đầu ép đây luôn. À, anh em thường chơi Pro 1 á, người ta rất thích là lốc cong nhanh vàng hơn là so với lốc chữ thẳng, lốc chữ thẳng của dòng Honda ha. À, đặc biệt là đầu ET nữa anh em, máy nguyên zin 5 hiểm anh em, giờ đầu bò xuống lúa này. Nó móc trời rồi anh em, nó xe mà tới giờ đầu máy nó máy nổ đó, kim ru xe này chỉ cái dàn sơn của nó là chỉ có bắn cái phục trước này nè, cái phục trước thôi, còn ngoài ra là nó zin hết rồi nha anh em ơi, chứ không có mà lỗi đâu quá đó, vỏ bánh nó mới thay chứ máy im ru rồi nè, bộ bọng của nó nè, con này giá cũ nè anh em, giá của nó nè 24,5, mà bây giờ em lên clip em giảm cho anh em số 5 cụ lẻ đấy, còn 24 cũ ha, 24 cũ đó, giấy tờ đầy đủ. Nói chung đi xe bao nhiêu tiền đây thì anh em cũng đừng có nặng nề quá vấn đề sang tên đổi chủ anh em ơi. Ở ví dụ nhà nước hỗ trợ cho dân mình á, cái nào dễ tiện mình làm, còn khó khăn quá thì thôi đi đó, mình đóng thế đóng má, mình làm thủ tục chính chủ, mình cho ông dạy quản lý nộp tiền thế cho mấy ổng, mà mấy ổng làm khó khăn quá rồi bây giờ mình thôi luôn đi. Với phần cán bộ người ta cũng đã biết tình hình hồ sơ là nó khó gì, người ta cũng phạt chính chủ anh em đâu, nó thật sự anh em luôn á, nhiều khi á đi á, nhiều khi anh em vi phạm thì nghe đầu anh em cự cãi người ta làm sao sao á, người ta không ghét anh em, ta không thích người ta mới phạt chính chủ thôi. Chứ thật ra em mới vừa bị em bắn nụ cồn trong ô tô mà hồng độ đây năm ngoái nè, xe đó em có tên của ai đâu, em có đứng tên đâu, người ta cũng phạt đâu, phạt cồn không là muốn chết ta rồi đó. Bởi vì anh em đừng có ngại cái vấn đề kêu là gọi là sang tên xe này phiền lắm, chừng nào ví dụ như nó hỗ trợ mình đi dễ dễ mình làm đó, còn như ví dụ như khó khăn người ta quá thì thôi đó, mình đem lợi ích cho mà cho nhà nước không mà, chứ đâu phải mà ấy đâu. Đẹp lắm em đó, hồ sơ rút ra rồi anh em nghĩ đâu phải đơn giản đâu, như cái con khu 1 này mình ra biển này thì cái gốc gác ở đâu còn nằm đây nữa đó, nhiều khi ở đâu tỉnh nào đó rồi cái nguồn gốc lúc trước người ta mua đăng ký mới đó, rồi cái phiếu xuất xưởng đâu mình đâu có giữ đâu, bây giờ đâu biết đường đâu kiếm nó, hồ sơ ra rồi kêu dân đi kiếm phiếu xuất xưởng, mà trong cái đó phiếu xuất xưởng dân có giữ đâu, toàn bộ bên công an giữ hết trơn đó, kêu dân đi tìm kiếm. Mà em không hiểu tại sao lại đưa ra cái luật là kêu là đi kiếm mà câu gọi là cái phiếu xuất xưởng đó, bắt dân đi tìm làm gì em không hiểu. Nó ví dụ như anh em, ví dụ như đồng ý là ví dụ như cán bộ muốn cho nó hoàn chỉnh quá cái thủ tục hiện tại đó, ví dụ gì cán bộ tự luân chuyển nhau đi đó, tự liên hệ tự tìm phiếu xuất xưởng đi, đỡ khổ cho dân, đỡ phát sinh chi phí, phát sinh cò dịch đó, phát sinh tiền bạc tiền của thời gian trong dân nó. Còn ví dụ như anh em làm không được, cán bộ nhà nước làm không được điều đó, không tự luân chuyển được thì thôi đừng có ra cái luật kêu là phiếu xuất xưởng gì chi đâu. Thật sự em bán xe em lỗ biết nhiêu, thật sự nói nhiều khi anh em nói mua bán này kia đâu rồi là nói này nó kia là lỗ, nó thật sự anh em chứ nhiều khi chiếc lại được 1 triệu 2 triệu mua ra rồi bị hồ sơ nó giặt, em nói anh em thu xe về rồi phí vận chuyển rồi phiếu xuất xưởng hồ sơ bị mà nó kêu là nó khó, lo cho dịch vụ cái là 3-4 củ là lỗ trên, lo cho nó xong cho anh em ta chứ sao giờ, bởi vì khổ lắm anh em, sự anh em luôn. Bây giờ đây có tem đáp nó vẫn còn 2-1 này nè, đó chuẩn xe lắm á nè, con này về mới cà phê cà pháo hoài niệm đồ chơi hồi xưa biết nhiêu tiền bạc, chứ bây giờ còn có nhiêu đâu, anh em mua đi phê pháo chở thù quá khứ này nè, chơi con này giờ lỗ lã gì nữa đâu ha, để nhị giấy tờ đầy đủ em bao cho xài. Nó còn sang tên hơn bọng gì đó thì anh em muốn tha thiết quá thì em sẽ gửi cái số dịch vụ chỗ này nè, 77B2 này là thuộc của thành phố Long Xuyên đó, em sẽ đưa ngay trực tiếp anh em dịch vụ cho anh em là phí phạm gì đó với anh em bên đó anh em tự tính ha đó. Còn em bán đây vậy đó, em bao an ninh cho anh em chọn đời luôn đó, không bao an ninh làm sao dám suối anh em sang tên đó. Em thấy cái xe này nè, em nghĩ đơn giản nó chỉ là cái phương tiện di chuyển qua lại, nó có gì mà để mà kêu mà để phức tạp phá phiền hòa quá, những thủ tục gầm gà lên lắm luôn anh em đó, anh em hỏi hết tất cả ngành xe bây giờ
cửa hàng nào cũng vậy chứ, anh em làm xe giờ gặp vấn đề rất là khó khăn trong vấn đề thủ tục hành chính này, nhức đầu quá trời luôn, gây phiền nhiễu rồi tốn tiền tốn thời gian rất là nhiều cho dân, không có gì hay hết trơn. Đó, thời đại gì rồi em ấy, nó ứng dụng là chip trên căn cước công dân các kiểu, em thấy cũng tiện lắm mà sao còn cái thủ tục xe gắn máy này em thấy quá trời phức tạp luôn. Em nói anh em tỉnh phải không, thử anh em đứng trên cái xe của anh em nào đó gọi anh em đi sang tên, đi bán đi sang tên cho người ta thì anh em sao biết chính cái xe của anh em đứng trên trong đó, nhưng mà đố anh em anh làm được thật sự anh em luôn, nó rất là phiền tối. Rồi thôi không nói vấn đề nữa anh em ơi, đau đầu quá. Anh em nào mua ủng hộ thì liên hệ em nha, xin cảm ơn.